em chào tất cả các bác nhé tối hôm nay mời cả nhà vào ngắm những bông lan cát nó nở hoa đẹp quá cả nhà ơi đấy đây xếp dọc dọc kiểu này cho anh em ngắm này bông đại tướng quân đấy tối hôm qua cả nhà thấy không cái màu sắc nó chưa có lên nhưng mà hôm nay cái màu đỏ nó lên tương đối căng rồi đây cả nhà đấy, bông này em thấy ngày thứ hai là đã căng rồi nó không giống như vua mèo Cô mèo thì thường thường nó ngày thứ ba bắt đầu nó căng màu, đấy đẹp quá. <laughs> bông này vừa nở xong này, bông này vừa nở ngày đầu tiên. cái lưỡi của nó 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 đang bị lưỡi này nó hơi bị 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 có vấn đề tí, đấy đây nha. nhưng mà khuôn bông rất đẹp này cả nhà thấy không? cái cánh của nó cái vai ngang của nó khá đều. đây cái bông này bông này thì hôm nay là đẹp nhất đây. lưỡi tròn À, khuôn bông đẹp Đại tướng quân nha các bác nhá Đợt vừa qua là cũng rất nhiều anh em Đã mua cái đại tướng quân à, Cái size này nhà em này Chắc giờ là các bác cũng đã nở hoa hết rồi Nhà anh Kiên cũng biết hôm nay nó đã lên à, Lên màu chứ không biết nữa à, Chào anh đại ca nhá Cái anh à, chấm mạnh lên cho em phát Hôm nay em thấy cái à, Cả nhà nhìn cái lưỡi này Lưỡi sọc 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 như thế này này ô oh, vừa nhắc anh Kiên cái là Có anh Kiên rồi này Hôm nay nó nở căng chưa anh? Màu sắc nó như thế nào? Đấy, chơi cát uh, nghe chừng cũng ngang như địa ấy anh à. Đấy, Cụ Kiên thì chơi địa nhiều. Ông mới chuyển sang cát. Phê lắm anh ơi, phê lắm, phê lắm. Đây này. Ở nhà thấy không? Cái uh, lưỡi của nó, lưỡi tròn xe. Đôi khi có những cái cây á, có những cái cây nó có um, vấn đề một tí là do cái, đây là những cái bông bói á do à, đây ví dụ như cái bông này nó nở qua thì em cảm nhận nó không được đẹp bởi vì nó là bông bói nó mới ra nó phải từ lứa thứ hai bắt đầu nó mới chuẩn chuẩn bông còn những cái cái cây này nó ra cái nó chuẩn luôn này chào anh Trình nhá chào tất cả các cụ các cụ chấm lên hôm nay có nhiều điều thú vị lắm đấy nha này rất nhiều điều thú vị thoải mái anh em à, à, ngắm cát đấy. <laughs> nhìn đã quá nhìn phê nếu mà nói so sánh cái khuôn bông đại tướng quân với lại vua mèo thì nó cũng có phần nó khác nhỉ. À, vua mèo thì cái cái màu sắc của nó cũng khá nổi bật. Cái này trưa nay em vừa mới tưới nước xong đấy cả nhà. Cái anh nhớ chấm lên cho em cái để cho nó tương tác đông đông anh em vào xem. Đây này, anh em xem này hàng của em hôm nay này. Toàn hàng cổ VIP luôn nha anh em nha. Toàn hàng cổ VIP luôn. Chào chị Cherry Hoàng. <laughs> Đây, mời anh em xem hàng của em này. Đây, các cụ các cụ đoán xem ở trong này nó có những cái hàng gì. Đấy, tinh túy của của một cái vườn. Uh, Đây này cả nhà nhìn này. Đây, các bác nhìn đã không? Thân lá nó như thế này này, lá nó to đùng. Hàng đẹp lắm cả nhà. Em, em em lấy cái kéo cắt cái này giữ giữ hàng ra. Đây, dolo đô Dolosa. Đô Hôm nay có Dolosa, Doloha. Hàng toàn hàng đẹp thôi, thơm thơm lắm cả nhà, rất thơm nha. Đấy. thùng này cũng cả gần chục củ đấy cả nhà. một thùng này, cái hấp bây giờ đây, đây là à, lục đại thượng, lục đại thượng cái hàng này, đây này, cái cụ thấy không? nó còn sọc sọc như thế này nữa chứ mới hay nhé đó, nó là những cái cây như thế này này, lục đại thượng à, khỏe lắm. đây Nhìn em nhìn cái lá lá của nó nó phê lắm. hàng này hàng này. hôm nay vườn này còn 10 chậu là em phải em phải lấy hết cái này cắt đột biến đây cả nhà ơi à, bông xanh nam mỹ nhá từ từ xanh nam mỹ này xanh nam mỹ năm ngoái em có bán đấy năm ngoái em có bán hàng xanh nam mỹ à, được cả hai chậu hai chậu đang có mèo nụ nhá cái này, xanh nam mỹ này thơm bông thơm lắm hàng này hàng hàng vip đấy Thằng đột biến mà nó ừ. Đây, đô lô sa Cái này đô lô sa Đô sa Bông đây này cả nhà này Bông hôm nay là toàn là giò tác phẩm thôi Chứ nó không phải là giò nhỏ Giống như trước đây mình bán Lá tròn xè này. Hàng này thì nó do giống của nó nha Lá tròn xè, đẹp lắm cả nhà Chào anh Hiền, chào anh Du đây, Mời các anh em vào xem các mặt bông lá nó tròn đô 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 lô sa cái này đô lô xa. hàng đô lô sa vá ba nha các bác nhá năm rồi thì riêng cái hàng này à, nó đi thi hầu như đạt giải hết cả nhà hầu như đạt giải à, được giải nhất ở cái hội thi hoa lan ở đà lạt đấy năm rồi đấy năm rồi một giò đô lô sa tầm này nó khoảng tầm 8 đến 9 bông hoa 8 9 bông hoa đạt giải nhất đấy cả nhà đấy ok các bác các bác chấm lên uh, mạnh mạnh giúp em một cái Một bông, bông này đẹp quá Đây. Đây, cả nhà nhìn này Anh Du ơi Nhìn cái bộ lá của nó cũng đã thấy phê à, Các bác thấy không, tại sao mà mình khoái cái uh, Cái lá mít nha, lá tròn Lá tròn là Đây này, cái mèo nụ của nó nó cũng tròn xe này Đẹp lắm, hôm nay em có hàng Hàng VIP tôi anh em ạ à, Đô xa, đúng rồi, ba đấy anh 33 Màu sắc này hàng này hàng cổ nhá hàng này hàng cổ nhá hàng này hàng cổ đấy có những cái chậu đây này cả nhà nhìn này lá nó dày về lắm có cái thằng này nhá cái này cụ du a à, cụ thành cụ thành mới hôm nay đi công tác đây đây cái dòng này đô lô ha nó không phải là bông đột biến đô lô ha nhá nhưng mà bông tím này cũng tuyệt vời luôn này hoa thơm hoa bà chủ bài quảng cáo thơm lắm này ừ, hoa rất thơm à, đô lô ha có cái kia đô lô sa các bác nhé đô lô sa hàng tác phẩm lá cả nhà nhìn cái bộ lá nó phêu cái chậu này là trồng 6 năm rồi đấy à, hàng này hàng rừng nhá hàng rừng nam mỹ đó, cả nhà hàng rừng nam mỹ người ta mua về cây này là cây mẹ này đã cây đã đã, đã làm đã làm ấy rồi làm làm mô rồi người ta phải mua những cái cây như thế này về để người ta làm mô đấy cả nhà mình gửi ra sang đài người ta làm đấy, chào anh hùng nha chào tất cả anh em đấy. cái này anh chưa có cái này là lần đầu tiên em bán này anh này còn đô này khả năng anh trình năm ngoái có rồi à, nhưng mà hôm nay thì em lại bán hàng tác phẩm gây nhỉ đô xa à? còn Doloha lô ha lần đầu tiên trong trong vườn em em bán nhá đô ha này là lần đầu tiên này các cụ nhìn cái lá của nó này lá này nó vừa lá mít vừa gân ngày này kiểu người ta cái cái vườn vườn uh, người đài á, người ta phải mua cái hàng vip về để người ta làm mô á, làm mô bắt đầu có con cái là người ta bán những cái cây này đi, bán những cây này nhá lá nó kinh không? đưa đưa cái thước để đo thử cái con xem nào, đấy, <laughs> em dạo này em phải đi nhập mấy cái hàng hàng, hàng 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 đặc biệt đặc biệt để về bán cho anh em, thế mới mới kiếm được tiền của anh em chứ đúng không các cụ? <laughs> đúng không cụ du? Cái cụ có hết rồi, những cái loại kia cũng có hết rồi Lá nhăn giờ... tất tần tật con đà điểu nha anh chị em mình nha Nó rơi vào tầm khoảng 7 sen 7 sen, 7 sen rưỡi 7 sen, 7 sen mà lá như thế này đây cái cụ này Nó thì đây này Đô lô ha Cái này á, cái này cả nhà biết sao không? Cái này về thực tế, cái này em thấy em đã từng nhìn trên mạng Là những cái loại mà cây nhỏ nhỏ cây như thế này này Là người ta ghép lúa, ghép lúa Ghép lúa có mấy thân thôi và nó ra hoa rất đẹp nha Hàng này hôm nay là em sẽ ghép này à, Chốt cái lá Cái lá đầy lá anh ơi Lá cái hoa nha Các cụ nhìn cái hoa và cái lá nha Nó tương đương giống nhau đấy nha Cái cánh của nó tròn xe luôn này. Hoa thơm đấy, Hàng 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 này là cái cây gọi à, à, Giò Giò mà người ta mua về Để người ta nhân giống đấy cả nhà Thì bây giờ là bắt đầu người ta bán đấy Đấy Đẹp lắm. Hello, anh đại ca thay nhá. Anh ơi, quà mai mới gửi đi được anh ạ. Hôm nay <laughs> chưa soạn vào cho ông bà đóng luôn. Để lại duy nhất một chậu của anh. Riêng cái dòng uh, Dolosa thì hôm nay em là em chọn hết những cái chậu to nhất trong vườn. To nhất trong vườn nhà người ta. Nhưng mà có những cái chậu nó chưa có nụ, chưa có nụ cũng được chả sao cả. Đấy, không sao cả các bác ạ. Em chọn, em chọn thân lá toàn cây đẹp thôi. Riêng cái thằng Dolosa nhé Bác nào chưa có hàng tác phẩm nha Hàng tác phẩm hôm nay em có duy nhất Vườn nó cũng nhiều lắm Em chọn được à, uh, 5 tác phẩm Trong đó là có 3 tác phẩm Thì nó được nhiều thân các bác ạ Nhưng mà giá cực rẻ luôn Ví dụ như chậu này có 300 ngàn này Chậu này em đang chọn chậu to nhất này Nhưng nó chưa có nụ Cái này thì anh em nào làm tác phẩm Lấy cái chậu này Chậu này em bán với giá là chỉ có 300 thôi các cụ nhé 300 là anh em có một cái tác phẩm Dolosa hàng à, Cát Nam Mỹ 33 nhá 33 À ok ok toàn phạm nhá à, Cái lá của nó cũng, cũng rất đẹp nhá Châu này P này cái cụ này Châu này mà nay mai nó ra hoa Ở đây là một chùm hoa này Những cái cây này á Thì bây giờ nó đã Đã trưởng thành rồi đây một chùm bông của nó Được khoảng tầm 4 đến 5 bông hoa bình thường nhá Bông nó là sai trung sai trung đẹp ừ. Đây này Trắng tinh như thế này này Đó trắng tinh như này rất đẹp. Hàng này uh, em có mấy chậu. Đấy cụ nào mà thích tác phẩm thì anh em có thể lấy những cái tác phẩm này về chơi. 300 cho một chậu uh, Dolosa đẹp. Bác nào lấy cây đang có hoa cũng được nhá. Em cứ giới thiệu sơ sơ như thế này thôi. Rồi uh, đây này. Bác nào mà thích này, em thấy cái cái chậu này cũng rất đẹp này. Chậu này thì gửi về cho anh em được chơi hoa bình thường nhá. Cái này hoa mới nở thôi. Em em chọn mấy cây như thế này á để uh, về anh em ấy mặt bông. Đấy, về chơi hoa tốt Cái loại này thì cánh của nó dày lắm Cánh rất dày À, cho anh vô thường nhá Rồi, đô lô xa em để đây nhá Rồi, em à, à, Hoa xanh Hoa xanh hôm nay em không, à đây 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 Để để, em còn, em có thấy mặt em đang tìm mà Có bác nào, bác nào Năm ngoái có cái mặt bông mà xanh Lưới trắng đâu nhờ à, Có, có đây không ạ à, Năm nay nó rẻ hơn năm ngoái anh ạ Năm nay à, xanh lưới trắng cái này cát đột biến xanh Nam Mỹ đây Nó là bông chùm nha anh nhá Cái dòng này dòng bông chùm à, Năm ngoái là rất đắt cả nhà Năm ngoái là hàng em nhập vào đã là 800 rồi Nhớ là bán thì như bán được 900 một chậu hay sao á Nhưng mà năm nay thì giá nó rẻ Em lấy có hai chậu thôi Đây này Năm ngoái phải tắt tách, tách thân bán đấy Nhưng mà năm nay bán tác phẩm luôn à, Cái này được hai mèo nụ này các cụ này hai mèo nụ nhá chậu đầu tiên. Chậu này em bán với giá là thế nào? À 650 đi. Rẻ hơn cái hàng năm ngoái em nhập à, em nhập rẻ hơn giá em nhập. Đấy, 650 cho chậu này. Chậu này thì nó to đùng luôn này. Hàng à, cát Nam Mỹ này à, à, năm trước ở Đà Lạt đấy nó có mỗi một à, một vòi bông mà nó ra hoa mà mà nó đạt giải ba đấy, đạt giải ba. Đấy, chốt 650 ok anh Hùng à, Nhận được quà game rồi đẹp Cảm ơn ok chị Hương nhá Cảm ơn chị Hương Cô Hùng chốt này Có hai chậu thôi nhá Chị Hương nay lấy thêm gì thì lấy đi Có hai chậu Này anh về anh Anh tách cái chậu này ra Anh làm vào trong chậu Chậu um, chậu gỗ Làm tác phẩm to Hàng này không có Bông này nó đẹp lắm em đang tìm mới nào bông đẹp lắm đâu rồi Cụ cụ Trình chắc biết bông này rồi chứ nhờ à, cái... Này... Nhỉ, anh chị em nhờ. cái này nhỏ hơn này Nhỏ hơn em bán 600 này Nhỏ hơn em bán 600 nha các cụ nhá. À, nhỏ hơn Đẹp lắm Nói chung là có hai giò thôi không có nhiều đâu Cái này bắt đầu là nhà mèo nụ này Cái này bông của nó là bông chùm Bông chùm nhiều Năm trước ấy cả nhà Ở đây thì chắc có anh Du ấy nhớ thôi chứ Cái cây mà em quay ở cái hội thi Hoa Lan Cách đây 2 năm hay sao ấy nhỉ Là nó có chỉ có một chùm bông thôi mới nó được giải ba đấy cả nhà Một chùm bông chứ không có nha Đấy à, cụ nào thích lấy cái loại này à, Loại này chưa có loại này Đúng rồi cái loại loại đó anh chưa có đâu Hàng đó là cách đây 2 năm hay năm rưỡi gì đó là em bán Chậu này nhá, chậu này cả nhà Bán với giá là 600 nhá Nó ít thân hơn cái chậu kia 600 Đấy Rồi em lên tiếp này Đâu rồi nãy em, em kiếm được một cái cây lục đại thượng Mà ấy kiểu, kiểu như thế này này Lục đại thượng các cụ ạ Đấy Để đơn 600 để đây nhá Em để đây đúng rồi năm ngoái anh lấy cái hàng này rồi năm ngoái giá nó cao chứ nó không có giống như năm nay đâu Đấy, lục đại thượng lấy um, chị ấy kiếm cho được mấy cái sọc 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 cái kiểu mà sọc sọc vui vui á, ơi cái này để bán sau đi nhờ anh em mình có hết hàng này rồi để nay bán ngày mai bán sau đi à, để em lên nó hot hot tí nhỉ hàng hot hot tí chào chị hồng my nhá chào tất cả anh em Đấy, chào tất cả anh em Chị Hồng Bi chưa có cái thằng Dolosa này đâu Dolosa giá rẻ mà đẹp này một Nam Mỹ cũng chưa có Có cái dòng Nam Mỹ đột biến này. Em nhắn tin bảo bảo, bảo Phương Em gọi điện trực tiếp luôn Và gửi, gửi hình hoa đi Để anh, anh bán cái chậu kia à, Đây nhá Đây là chậu Dolosa Dolosa 300 ngàn cho một chậu thôi nhá Còn bác nào mà thích nó nhiều thân á Nhiều thân thì anh em chấp nhận là chưa có hoa thì riêng cái dòng này thì nó xương bông Nó là cứ um, nở hoa uh, Xong nó tàn Mầm lên Thì nó ra hoa các cụ nhá Nó ra hoa 300 cho một chậu này nhá Đấy Đây bông nó như thế này đây cả nhà Trắng tinh gọi Có ba áp ba mà Cả nhà nhìn cái cái, cái lưới của nó này Đấy, Lưới nó rất đẹp nha Rồi Em um, để đây à, Đây có mặt hoa đây rồi Mặt hoa đây rồi cả nhà Đây nhá Hoa chùm Nó là màu xanh Lưỡi trắng hàng đột biến đây Thời Nam cả. Mỹ đấy, năm ngoái đắt lắm Năm ngoái em nhớ em về em bán là à, Năm ngoái em về em bán hình như là 900 hay là một triệu Mẹ em nhập đã là 800 rồi đây cả nhà Năm ngoái về tách thân bán mà Năm ngoái về ừ. bao à, tách thân à, Tách thân bán Đây này, em có chậu này này Chậu này là 650 này À 600, có hai chậu anh hùng lấy chậu to là 600 à, 600 rưỡi rồi bây giờ còn chậu này này cụ nào mà thích nhá làm luôn chậu này về chơi đây này bông này bông cận cảnh đây anh nhỉ? bông nó chùm đây này cả nhà bông này thơm lắm cả một cái hội thi mà các bác biết sao có một thân nó ra hoa thôi mà nó đạt giải ba đấy bông này cực thơm nha anh chị em mình nhá em nói đảm bảo anh chị em mình là thơm tối ngày luôn thôi lắm thơm thơm Đấy, Đấy nhá Cái chậu này 600 con duy nhất một chậu này thôi nhá Chậu này thì anh em về Anh em trồng cho em một chậu à, Thành một chậu to Đấy nay mai nó ra mà à, Chào cô Đặng Tấn nhá Chào tất cả anh em Đấy rồi Em à, lên tiếp này à, Chốt cho anh Đặng Giang Đặng Giang này Ok anh Đặng Giang này Hôm nay à, nhà em thì có rất nhiều khách Hôm qua hình như đề xuất hay sao Có nhiều khách mới lắm Nhiều khách mới à, các anh chị vào Các anh chị ủng hộ Cảm ơn các bác nhá. Anh đặt Giang ơi lên cho em xin số nhá, để ghi như số ừ. bài nếu mà không lên được thì gọi cho em cũng được. Anh em nào mà lần đầu tiên vào kênh em nhớ đăng ký kênh, tối tối anh em vào ngắm hoa cả nhà. À cái loại này đẹp lắm này. Hoa này hoa à, à, cái này à, xanh nam mỹ, hàng đột biến đấy anh, hàng đột biến. Hết rồi, vậy là hết cái này rồi. Đấy. Rồi, em lên hàng này đi cả nhà ơi. Anh bán cả chậu hay anh tách? Không, tách cái này tách thôi chứ à. chậu gì. Cái này tách ra bán cho anh em mỗi mỗi bác cụm mà rẻ rẻ tí. Đây là Doloha. Em nó cũng có cái loại đô lô ha mà cái loại đột biến á, nhưng mà cái bông về này về là bông Hà... tím. Hôm nay chưa về hắc tùng đỏ đâu, chị Vân Linh Hoàng có em Đây là cái um, bông tím mà nó là cái hàng rừng. Rừng của Nam Mỹ thuần chủng nó nó chưa có lai tạo gì đâu. À, người ta phải mua cái chậu này về này à, Chậu này mua cũng khá nhiều năm rồi về để người ta làm uh, cây uh, làm mô ấy cả nhà, Làm mô. Đấy, từ bây giờ đến bây giờ là người ta bắt đầu người ta bán ra. Cái bán cái cây cái, cái cái giò giò này này. Đó. Bông nó màu tím, nó tròn, nó đẹp như thế này. Đẹp anh em thấy không? Ngang như hồ điệp ấy chứ. Bông cát mà nó như thế này Nó là chuẩn này. Đấy, và đặc biệt lá của nó là vừa lá tròn vừa lá nhăn nhá. Em uh... ui giời một lá làm gì anh? Em bán rẻ thôi mà. Đấy, em bán rẻ chứ không có bán đắt đâu. Đây, để em lên cụm nhá. Cụm hoa cứ để để đây để anh em ngắm hoa thì đã. Rồi, tuyết, tiếp Xoay đây. Cô Trình mở hàng cái này đi. Em, đây, cầm đây. À, hôm nay lại anh Hùng mở hàng kìa. Ờ, à, hôm nay anh Hùng mở hàng. Ok, em Xem chào nào. toàn thể anh Một, chị em mình nhá. 1, 2, 3. Đây. À, cô Trình ơi. Lấy cho em quả này, 300. Anh căn làm sao nhá, không có tách ra toàn toàn không cái cụ. Toàn nè, không có tách. <laughs> cứ bảo em tách là em toàn tách tướng tơ. Tư. tướng tơ tư đẹp. Đấy. Cụ Trình này, làm cái này về ghép lũa <laughs> cho em. <laughs> anh Trình anh bảo đi bán hồ điệp chứ bán cát gì ừ, trời. Đây. <laughs> bông bông cát mà được luôn bông nó chuẩn như này, đây này. Cuối cụ là được hai mầm luôn này, về ghép khúc lũa cho em này. Đấy, 300. Anh em nào thích lấy mấy trăm thì cứ nói em nha, em em tiền thể em cắt cho. Rồi. Để thể em cắt cho. Cụ Trình múc Đấy, cắt bớt cái này đi về cụ cụ ghép. Luyện lá, thân lá này là quá đẹp luôn anh chị em mình ạ. À, anh chị em mình ơi, à, chắc khoảng trong vòng từ à, 1 đến 2 3 ngày tới em sẽ có cát sọc cho anh chị em mình nhá. Em sưu tầm được của ông anh được một chậu thì anh chị em mình cứ chuẩn bị khởi khởi động tay đi nhá để em à, lên cái dòng cát sọc, giá cũng nhẹ nhàng thôi anh chị em mình ạ. À. Hiện tại bây giờ thị trường người ta bán từ 8 đến 900 một lá. Đấy thì em cũng sưu tầm được của ông anh này rẻ thì em sẽ cũng chia sẻ cho các anh chị rẻ thôi. Ok, chúc mừng cụ trình chốt thành công. Anh ơi à, có cái cụm nào đẹp đẹp cho anh Hùng nhá anh hùng ừ, anh hùng đà lạt đấy rồi à, ok rồi 300 thôi anh chị em mình ạ à. đây, đây 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 ba trăm có 200 có các cụ ạ hai trăm có 300 có <laughs> lá này anh chị em mình này lá đẹp lắm hôm qua em có anh anh tuấn hỏi là còn loại cát lá sọc nào ấy rồi anh giáp chiến rồi một số anh chị em nhiều anh chị em nhắn tin cho em hỏi cát lá sọc lắm thì các cụ cứ khởi động đi nhá này, à ừ. bác đăng giang anh đăng giang ơi chưa lên được số cho em nãy chốt chậu 600 chưa lên được số Bây giờ anh Đăng Giang lên cho em số đi Tại vì anh chốt tiếp 300 này Đấy. anh nào anh nào chốt cái này 200 này. 200 nhá. Đây, bác nào mà chốt đơn này là 200 nhá. Đây vào cho em, nay mai này, mầm này, mầm nó ra này nó sưng tiếp rồi này. 200 làm cái này đẹp này. Đấy. À, 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 cổ người ta. <laughs> ok, ấy. lá lớn không thôi chứ nhỏ thì vài bụi rồi. Ok cô. À, à, ok anh anh Trình. Rồi 200 cho anh chị nào chốt thì à, mình chốt nha anh Đại Nguyễn ơi. Đây là dòng ha đây Anh nhìn giùm em ạ à, Bông của nó rất là đẹp khá là tròn Rồi em có số điện thoại của anh Đăng Giang rồi Anh ơi có cái đơn nào 300 cho anh Đăng Giang 300 có Đấy để em cắt một cái đơn 300 cho anh Đăng Giang đi Anh lên được số điện thoại rồi à, Anh chị em nào mà lấy cái đơn này nhá Giá là 200 thôi anh chị em mình ạ à, 200 Bông tím nha anh chị em mình nhá Bông này bông tím và là bông thơm Hiện tại thì mầm lên đây này anh chị em mình này Mầm lên à, Mầm lên rất là đẹp Và các cái mắt nó còn nữa anh chị em mình ạ à. Các cái mắt nó còn đây à, Bác nào mà lấy nhá Đơn này 200 thôi Anh Đại Nguyễn có ưng ừ không Dòng này thì lá nó khá là đẹp anh chị em mình ạ à. Lá tròn vo Lá rất là tròn Và cái bản lá to lúc này em đo nó rơi vào 7 cm rưỡi anh chị em mình ạ à. 7 cm rưỡi Đây à, Bác nào mà lấy được thì mình cái lấy này, cái dòng này nha Cái này 200 nữa này Cắt nó bị, bị 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 ấy tí cả nhà 200 Anh đăng ra nghe hay mình lấy đơn 200 đi Cũng được khỏi lấy đơn 300 không ba trăm bác thích ba trăm được lấy anh hùng một một dè đúng không? đúng rồi cứ à, cứ dè được cái rè nào đẹp cho anh hùng thì lấy thôi không nhất thiết phải hai trăm ba trăm. rồi đây anh đăng giang hay mình lấy cái đơn hai trăm này hay là cứ phải lấy cái đơn ba trăm nếu mà cứ phải lấy cái đơn ba trăm thì báo em nhé. À, chị hồng y có loại này chưa? dòng lô ha này nếu mà đấy, lấy thì ghét lắm đấy. lũa chơi phê lắm. Đấy. ok cháu chào chú thu bùi nhá chào chú. 200 à? hiện tại em đang có hai đơn 200, bác nào mà lấy được thì mình lấy. Anh chị em mình ơi đang đông anh chị đang xem ấy, anh chị em mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé Đấy, đăng ký kênh rồi thả cho em một like đi anh chị em mình. Em mới có 10 like thôi. Đấy, em mới có 10 like. À hiện tại thì em đang có hai đơn, mỗi đơn là 200. Bác nào mà lấy được thì mình lấy à, nhá. Đấy, cái này cho bà, bác Hùng này. Đấy. 350 cái cái dề đó. Anh Hùng ơi. 350 tiền. Đấy, ok. Xếp chồng 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 đi em cắt bớt cái rễ đi cho nó. Đấy, đây nha. Về cũng ghép cả chậu thôi mà. Ghép chậu hoặc là ghép lũa Đấy cả nhà nhìn này, cái thế nó đã Nó như kiểu cầm cù chỗ anh Du ấy nhờ <cười> Đấy, <cười> đây này cả nhà nhìn này. Đẹp lắm. Hello em chào anh vị nhá. Anh vị ơi đơn hàng của anh hôm qua gửi đi rồi. À, ok anh Hùng, 350 này. À, rồi, tiếp tục nha anh chị anh mình em nhá. mình nhá. Mấy cái đơn 200 đẹp quá này, đơn 200 này cái cùng này. đơn đó đơn của anh nào? anh trình với lại anh hùng ừ. Đấy. anh ghi cái đơn này cho anh 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 trình cho em với 300 còn đơn của anh hùng này ba rưỡi rồi anh chị em mình ơi ghép lúa thì một triệu mới ok ok thầy à, thầy thiện tâm ơi hôm nay có một số những cái loại cát mới đây mời thầy ngắm cái mặt hoa này nhá đây là dòng đô lô ha lá rất là tròn ấy nhưng mà thầy biết sao không thực tế ấy, thì à, anh chị em ấy vườn thì cũng chật chật cho nên là muốn ghép cái à, cái 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 nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, đấy, sau đó thì dần dần nó đẻ ra thầy ạ, đấy. rồi ok chị vân anh hoàng nhá, cho chị cái 200 ok chị vân anh hoàng này, cho chị một đấy, cái đấy, 200 trăm cái, cái này hả, rồi đây cho chị vân anh hoàng cái này, ok chị vân anh hoàng nhá, được chưa? thầy uh, thiện tâm ơi có lấy đơn nào không? nếu mà lấy đơn nào thì để uh, con tách ra cho, đấy. đây chị anh ghi cái này cho chị vân anh hoàng 200 trăm, uh, dòng này thì lá nó khá là đẹp anh chị em mình ạ, khá là đây này, như lúc nãy uh, à cho chú 300 À, chú thu bùi ơi ok chờ cháu tí nhé cho... để cháu cắt cho chú cái, đẹp đẹp cái, đẹp. cái 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 lá này lúc này em đo nhé là bảy cm rưỡi bắt đầu từ đây cho đến cái vành này thôi các anh ấy chị còn đặc biệt nếu mà nó ra cái vành lá bên ngoài này nó ra phần phía sau này nữa thì nó phải ra đến bảy cm rưỡi đến tám cm à, khá là đẹp à, một đơn 200 nhé ok thầy tiện tâm này vậy lấy luôn thôi đơn này cho thầy tiện tâm luôn này 200, ok chị lấy ok chị anh ghi cái này cho đây thầy tiện tâm riêng chú thu đã. chú thu thầy phải cắt cho chú thu một cái giày to Chú <laughs> <Thu> à <laughs> Chú lấy 300 thôi anh ạ 3, 300 à? Vâng 300 thì cắt vừa tắt cắt Riêng chú Thu là vừa cắt phải vừa phải vừa Vừa tặng chú nhiều tuổi rồi chơi lan Rồi xong ừ. này chú lại tặng cháu bài thơ là ok rồi ừ. <laughs> Lâu lắm rồi chú Thu chú mua hàng Đâu cũng lai rai đấy ừ. Ừ. Rồi ok cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều Nhà không có lúa ghép lên cây cau được không cụ trình <laughs> Anh ơi cây đấy mới ngon đấy À, em thấy ở trên mạng nó đưa mấy cái hình mà cái dòng thân thòng ấy nó ghép vào thân cây cao xong nó rũ xuống ấy nhìn đẹp lắm anh anh du nhỉ nhìn khá là ok, à, ok anh chị em mình nhá mặt hoa ngắm ngắm mặt hoa đi đã, à, ngắm mặt hoa à, riêng chú uh, chú chú thu ai à, gửi chú một cái dây này luôn gửi vừa uh, gửi qua tặng chú nữa chú thu mà chú thu tặng uh, lâu lâu gặp uh, tặng chú tí à. chú thu ơi ok chú nhá đây chị, ai, ai, chị vân anh hoàng à? à thầy thiện tâm, thiện tâm. Ừ. Đây nhá chú thu nhá ok à? quá ok luôn rồi chắc chú đang nghĩ thơ rồi anh cứ ghi vào đây Chứ cho chú à, tên à, chú đi chú nha, cả nhà. À. em lấy cho chị một đơn rồi em lấy cho chị một đơn 200 trăm rồi à, chậu này cũng còn một số đơn nữa đấy anh chị em mình ạ à. còn một số đơn nữa à nhất chú thu rồi đấy à, chú thu này, à, anh thì... chị em mình ơi chú thu Để ở đây chắc đi nhiều tuổi nhất trong, trong 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 kênh này anh chị em mình ạ à. Cắt cho chị hướng đẹp đẹp chút. Chị Mi, chị Mi. à? Ừ. cắt cho chị Mi à. ít. Mi uh, lấy uh, thế nào. Rồi, chờ chờ em tí em cắt nhé chị My nhé. Chị Hương ơi, em chưa chị chưa có loại này đâu. À, lần đầu tiên em bán cái loại này từ trước đến giờ. Chị Hương đang còn xem ở đây không? Nếu mà lấy thì uh, mình lấy đi. Dòng này nó là một trong những cái bông nó khá là đẹp. Màu sắc thì ok. À, màu này là màu tím, màu yêu thích của anh Trình và cụ uh, Hùng Lê Văn à, Mà cụ Hùng Lê Văn lâu lắm rồi Không thấy vào xem chắc lại đi công trình rồi Không thấy vào comment với anh em à, Chờ tí nhá chị 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 Hồng My để em em tách cho Đi 200 gì Không chị My 300 cũng được Anh cứ tách cái thế đấy ra đi À, khó thế khó tách nhỉ anh đặng tấn ơi cũng cũng em em thấy anh loay hoay xoay hết chậu xoay hết hướng này đến hướng khác đấy anh ạ cũng phải tìm một cái thế nào đấy nó dễ tách à, chứ không có tách nó lại bị rời ra nó khó lắm về các anh ấy chị chồng nó cũng 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 hơi khó đấy hướng nào rời là em bắt buộc em để em trồng đấy. cái này em em tách cho em tầm tách cho những cái hướng tơ để lại mấy hướng già già để cho nó lại đẻ tiếp. Ừ. Được. cái dòng này thì cái lá nó rất là tròn nha anh chị em mình nhá, lá tròn lắm. đây, anh chị em mình nhìn giùm em với ạ. lá vừa tròn mà lá lại vừa sóng tôn nữa các cụ ạ. À, hôm qua có con vua mèo sóng tôn. đây chị Mi ơi, Ồ cái đơn này của chị mi đẹp xinh. quá. bác nào có nhu cầu nhé em gần hết rồi nhá em gần hết rồi cả nhà ơi. Chị My ơi, ok chưa? Sóng tôn ngon lành như à, am, hai sừng đẹp chưa? À, anh Đặng Tấn nhìn thấy là cái thế tách lũa, ghép lũa rồi đấy nhỉ anh Đặng Tấn nhỉ? Đây, cho chị My đưa này 300 tiền. Ok nhé chị nhé. Một cái mầm bên này. Cộng thêm một cái mầm bên này nữa. Quá là ok luôn này. Hàng này là cái giò... Giò giò ấy đấy, giò giò khủng của nó đấy. Chị My này. Ồ, oh, chị Bích Ngọc. À? Chị đang xem ở đây á Ừ. Rồi, anh 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 nói cho em đó. Anh em về anh em có cái lúa anh em ghép vào cho em. À, cái này nó ưa lúa mà em dạ, thấy em. Á, cái dòng dòng cát này mấy anh em nó trồng à. Tách chị 200 ok chờ cho em tí chị Mai. Ừ, chị Mai Trang. Bông nó đẹp lắm. Đây này. Đấy. Cái cánh của nó đẹp, hoa thơm nhá. Để em 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 tìm cho chị một đơn 200. Ok Ok này. Em 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 tách cho một tí nữa thôi. Rồi em sẽ lên hàng khác. Tách đơn cho em 200 cho chị Bích Ngọc. à chị Bích Ngọc này chị um, vậy là hai đơn nữa này. Đấy, các anh ơi các anh chấm lên cho em phát Chắc mình bắn quả game đi. Vừa chơi vừa bắn game đi cả nhà nhỉ. Còn một đơn cho chị My là xong rồi. Rồi bây giờ bây chị giờ đơn, chị 200. Trang, chị Mai Trang. À chị Mai Trang lấy à? Ừ. À, rồi chị Mi, My... à chị Mai Trang một đơn và chị bích ngọc một đơn 200 trăm nhá anh nhé rồi như vậy là hai đơn à, xong rồi ô oh, sao hôm nay đang ít ít người của anh chị em mình nhà chào anh thanh đặng nhá để đông đông anh chị em mình vào xem rồi bắt đầu em làm quả game ô oh, hello vũ quốc nha em nhá chào em đấy lại lâu lắm rồi hôm nay với lại gặp lại vũ quốc dạo này cậu bận nhiều quá cho nên là không vào xem like ủng hộ được đúng không Chứ ừ. hoài, hoài khó vết cả nhà. anh đặng tần anh bảo là <laughs> khó, vết <đây> tần <laughs> khó tách nhìn các cái thế này khó tách có phết kìa cụ đặng tấn kìa Em thấy cứ xoay tới xoay lui đấy Mà tách làm sao cho các anh ấy chị nó hợp lý Cứ bảo là em muốn tách những cái thân, thân tư Đấy Thân tư Cái này cho chị chị Ngọc à ừ, Chị Bích Ngọc 200 anh ạ Bên này sao Đây này ở đây này Bên này em thấy có mấy thân Nào, mấy, mấy mầm đây này Cắt này. tư này 1, 2 đưa đưa lên xem Đây Chị Bích Ngọc với lại chị Mai Trang ơi 300 được không? Chào em, anh Hoàng Trần nhá 250 250 hai trăm rưỡi thì cắt ờ. cho chị 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 Bích Ngọc luôn đi, ờ. tại vì chị mất công phải gọi điện. Đây, hai trăm rưỡi chị Bích Ngọc rồi. Chị Bích Ngọc đó, ơi, đó, em đó hơi nhỏ em tự động cắt hai trăm rưỡi luôn nhá, tại vì nó đang có hai mầm lên đẹp quá, đang có hai mầm lên khá là ok. Đấy, màu tím thủy chung, màu tím chị rất thích. Vậy là chị cùng gu màu với lại Uh, chị, uh, chị 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 uh... à với anh uh, trình đấy anh trình cũng thích màu tím chị ạ uh, hoa to thân uh, uh, thân thủ là anh trình anh chơi dạ chào bác hoa lan va nhá ok ok đây, cái này chị ấy hai uh, anh hùng ơi sao đấy uh, tách chị có mầm với dạ đây chị ơi 200 của chị đây nhá có mầm có mầm đây ạ chị mai trang này chị mai trang ơi nhìn rõ lại dùm em nhé ông tí là em lại hỏi lỡ em lại mang xuống rồi anh ghi cái này cho anh chị anh là, là sư gọi thầy thầy ấy đấy thầy tâm cái không? này chị nào đây chị cái này á cái này Ủa. là chị bích ngọc rồi cái này là chị mai trang ok chị mai trang ok rồi đấy nhá chị nhá à, thầy thiện tâm ơi À, loại này ạ, à, loại này có thơm thầy ơi. Cánh nó dày ạ, à, cánh nó dày nhưng mà đặc biệt nó thơm, nó không thơm lắm đâu nhá thầy nhá Nó này, cây này cây mẹ cây giò giò nái đó. Nó giò không thơm đó. lắm đâu anh chị em mình ạ. À. Đấy, à, buổi trưa nó thơm thôi, còn buổi tối là rất rất nhẹ Buổi tối thơm rất nhẹ nha anh chị em mình nhá thầy nhá. Đấy. À, anh chị nào mà lấy cái này nữa thì lại tiếp tục nha anh chị em mình nhá. Đấy, cứ gọi điện cho em theo cái số điện thoại em ghi ở trên bài ấy. Đấy cũng là số Zalo của nhà vườn nhà em anh với chị kết bạn Zalo đi có gì nhắn tin hỏi gì thì cứ nhắn nha anh chị em mình nhá. Rồi chắc là em lại lên tiếp một em loại em nữa lên đi. Lên loại nữa nhá. Loại này thì Anh anh lên có loại trắng kia đi cho em đi. Lên loại trắng đi cả nhà ơi. Loại trắng giá rẻ lắm. Là... À, em lên loại trắng bởi vì là loại trắng hôm nay thì em nhập uh, cây cây to. Cây to, cây đẹp cả nhà Đây. Bác nào mà chơi hoa luôn uh, lấy luôn cho em chậu này này. 300. Dolosa 3 a 3 nhá. 3 Hàng hàng Nam Mỹ Năm rồi riêng cái um, loại này năm rồi đạt giải à, đúng rồi. Trước Tết ấy, nó đạt giải um, khá cao nha, đạt giải nhất á. Đấy. Cái uh, thân hoa em phải để em làm em mẫu. làm mẫu để em em bán. Có thể là mai em bán tiếp á. À, bán hôm nay thôi, mai uh, hoặc là mốt á. Đấy cho nên anh em thông cảm. Đây nhá, đô la 300 thôi cả nhà ơi, 300. 300 cho một chậu như thế này. Nè, lá này cả nhà nhìn này. Hàng này hàng ok lắm À chị uh, Thu Hương chốt chậu này nhá à, Đây nhá chị Thu Hương chốt chậu này nhá Rồi có 300 thôi em bán Cả nhà đây này cái chậu, chậu này uh, Nó nhập từ bên đài về Trồng cái này á uh, trồng 10 năm không mục cả nhà <laughs> Nó không bị hư cái chậu Chậu ngon là cái này Cái này mai em phải cắt nước nhá Mai em cắt nước à, Chị Thu Hương rồi cắt cho mình một đơn anh Đông Nam ơi để tí nữa đi nhá. Chờ chờ em tí anh Đông Nam ơi. Đấy. Cái này chị Hương nhá. À, rồi anh nào anh nào một chậu nữa. bác Nguyễn Thu Hương lên số giùm em ạ. bác, bác nào chậu nữa. Bây giờ 300 đúng không anh? Ờ 300 đây này. Có cái chậu nào đang hoa không? Đang hoa, còn mỗi chậu này Đấy, nữa thôi. Lấy cho chị, Bích Ngọc chậu đang hoa. chị Ngọc lấy uh, chậu này nhá. Chậu đẹp á. đây này Về không phải thay chậu đâu. Hàng hàng đẹp. Một chùm nó ra bốn bông hoa này. Hình như anh Hùng cũng có mới có cái đô lô này nở hoa mà à, Em thấy anh Đăng này Trắng không có nụ chị ơi Vậy là em hết chậu hoa bởi vì em không thích lấy hàng hoa Em không thích lấy hàng hoa mà em lấy bởi vì những cái cây này này Ví dụ như cái chậu này Với chậu hoa thì nó khác nhau này Cái chậu này nó bằng 2 phần 3 cái chậu này thôi Chậu này thì cái số lượng thân nó rất nhiều Nó chưa có nụ Nhưng mà nay mai cái mầm lên nó ra, ra Em vẫn lấy cái này về em bán cho cái này là bác nào mà chơi mà dân dân chơi rồi thì các bác lại sướng Kẹo này cũng 300 này chị bích ngọc ơi chị yên tâm nhá hoa này về thành phố hồ chí minh vô tư thoải mái mai em gửi ngày kia tới nơi chị vẫn được chơi tiếp vô tư chị nhá Dòng này là cái cánh hoa nó rất là dày này, lâu mình... tàn lắm cái thằng đặc biệt <laughs> của cái thằng cát nam mỹ ấy là cánh nó cực kỳ dày lá tròn à. xe này đang có mầm con đang lên nữa này chị này đang có Đấy. mầm con đang lên bác bác nào hỏi em 200 để em 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 em, em nhặt uh, em cắt đi kia hai trăm lên số dùm em ạ à? Chị Nguyễn Thu Hương lên số dùm em luôn nha lên số em mấy cho em Cố cắt cho lên số giùm em đi đây này trong đây này trong này. này 300 này cụ nào mà chơi về ừ. triển vọng lâu dài làm cho em chậu này năm ngoái em bán chậu nhỏ nhỏ như này hai trăm mấy rồi à, chọn cho mình đơn nào có mầm Bà ok có ok anh không hoa cũng được. có chứ bây giờ nó đang em nãy giờ em chọn là phải chọn là okay. những cây có mầm cho anh em đấy cây có mầm cho anh em đấy ừ. anh ơi chốt chậu không hoa cho chị Bích Ngọc chị Bích Ngọc lấy không hoa ừ à hoa để làm rồi rồi ok làm mẫu ấy ưu tiên cho chị cái chậu này đi chậu đấy đây trong này, ừ, chậu này. Ừ, cái ừ, chậu này này chị nguyễn thu hương ơi lên cho em xin số nha nếu mà lên không được thì gọi cho em cái số mà em ghi ở trên bài ấy, hoặc là số ở trên tiêu đề á lên uh, chia làm hai lần cho em. Không nhé, anh chị biết sao nhiều người comment tí em quên rồi mai cứ đóng hàng vào rồi lại phải gỡ ra mệt lắm. Chia hai lần. Các anh chấm lên cho em nhìn nhìn cái, nãy giờ em play quay mà chưa đọc, chưa chào uh, riêng bác nào tí nhờ Đấy, đây này, cụ nào lấy tiếp chậu này này chậu này cũng 300 này Dolosa nhá 300 rồi em tách cái đơn kia cho anh, anh ấy Đợi, Anh, Đông Nam, lên số, em. anh uh, Đông Nam lên số cho em cái để em chọn cho Cầm cầm máy đây để anh chọn xem là cái đơn nào Muốn giữ cái hoa này, hoa lại để nay mai anh em nó có biết mai, mặt hoa ấy Mai lại bán tiếp ừ. mà ơi Đông Nam cảm ơn anh Thanh Đặng đã chấm lên cho em cảm ơn anh rất là nhiều à, anh chị em mình ơi cái này ấy. à anh Đông Nam anh bảo lấy cái đơn 200 anh ạ đơn hai để em này. tìm đơn hai trăm nhá đây, à, đây, có rồi có mầm anh ạ có mầm anh yên tâm sẽ chọn loại có mầm cho anh à, anh Khoa Nguyễn à bác Khoa Nguyễn này cũng lâu rồi này à, đây là dòng Dolo 2 anh ạ nó đô là lô dòng Dolo 2, đô 2. Đô lô à, hoa màu tím nha anh nhé hoa màu tím Đấy, để em mời anh ngắm cái mặt hoa Hoa này, cái khuôn hoa nó khá là tròn anh ạ Khuôn hoa nó khá là tròn Và cái điều đặc biệt là cái cánh của nó rất là dày Em thấy là những cái thằng của Nam Mỹ này này Là cái cánh nó rất là dày nha anh chị em mình nhé cái điều đặc biệt là như vậy Đấy, anh Vị Nguyễn hôm nay lấy gì thêm không? Hôm qua có một giò đi rồi Hôm nay thêm gì nữa thì báo em nha anh chị em mình à, nhé Báo đấy em Anh, uh, 200. anh uh, Đông Nam ơi, hiện tại là có mầm lên đây rồi nha anh nhé Có mầm lên đây rồi đây đây này, bác nào nhìn cho em này, cứ bảo lá này, đầy tròn vo đây anh chị em mình này. Tròn như cái đồng xu vậy. Đấy, anh Đông Nam ok đơn này không? Đấy, chọn cho đơn to. Ô anh ơi, anh vừa bảo em là cái chậu cái 200, đấy em bảo là từ từ. Cái này là 200 nhá. Bác có lấy cái đơn này thì ok cho em phát, còn nếu không thì em lại rao bán. Đơn to hết rồi, đơn to nó không còn là đơn to đâu anh ừ, ơi. Nếu không thì em lại rao bán đơn này nhá. Đơn này 200. Đấy em chờ anh Đông Nam chờ ý kiến của anh xem nếu mà anh lấy thì mình lấy cái đơn này. Có mầm nha anh nhá, có mầm Đấy ưng ừ, ý được thì mình lấy cái đơn này cho em rồi em lên tiếp cái đơn hàng trắng nhanh chị em mình nhá hàng trắng đây này anh chị cứ ngắm nghía thử mà xem mình 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 so sánh những cái anh cát này này thì nó lại là một trong những cái anh cát mà khuôn hoa nó rất là tròn à, nhìn thế này thôi nhưng mà như em nói ấy, nó cái bông ruby queen nó cũng vậy anh anh chị em mình ạ à, đặt một cái ba lên đây Đấy, đặt cái con ba vào đây xoay một cái thì cái thằng giữa này nó nằm tâm các anh các chị và nó trở thành hình tròn luôn. Đấy, và đặc biệt là cái này cánh nó rất là dày nhé các anh các chị nhá. cánh này nó rất là dày. À, bác nào mà lấy được cái loại bông trắng như thế này thì em bán giá là 300 một chậu nha anh chị em mình nhá. 300 cho một chậu hiện tại đang hoa như thế này. Chào anh chất phạm nhá. 300 cho một chậu anh chị em mình ạ à. Rồi em có một cái chậu này đặc biệt Nó nhiều thân hơn một xíu anh chị em mình ạ à. Và giá cao hơn có một tí ti thôi Đấy à, không có nhiều Chậu này thì cực kỳ nhiều thân nha anh chị em mình nhá Rất rất nhiều thân Bác nào lấy chậu này với giá 350 à. Chậu này nó trở thành chậu tác phẩm rồi Mầm nó đang lên này anh chị em mình này Đấy à, mầm nó đang lên à, Thằng cát này nó cứ vậy nó đẻ ra thôi à, Hàng trắng nói to thế anh ơi phải nói to để anh em nghe thấy nhưng mà không 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 phạm mấy đâu anh ạ đấy hàng trắng là phải nói nhỏ nhỏ đúng không ạ mầm lên khá nhiều nhưng anh chị em mình nhá mầm lên rất nhiều nhưng mà anh dù có công nhận với em không riêng cái thằng nam mỹ này cánh cực kỳ dày và đặc biệt là cái khuôn hoa của nó rất là tròn có một điều đặc biệt là như vậy anh chị em mình ạ em thì em nhìn thấy những cái thằng nam mỹ này là em cảm thấy như thế đấy, rễ này anh chị em mình thấy không chầu này em bán với giá là 350 trăm năm anh chị em mình nhá đấy ba trăm giá Cảm ơn anh chất nhá, cảm ơn anh. <laughs> đây, 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 đây. Hoa này, lá này. Lá tròn lắm. Tròn ơi là tròn luôn. Rồi anh chị em mình ơi, thằng Doloha này em có một đơn nhá, còn lại một đơn à, là 250. Đấy, 250. Anh a à, 200. 200. 200. Bác nào mà lấy được thì mình lấy nhá, nó là dòng Doloha mời anh chị em mình ngắm mặt hoa tí ạ. Vâng, sợ lắm anh 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 Trung Kiên ơi. Không nhưng mà em có các anh ở đây rồi, em sợ gì? Em có các anh ở đây bảo vệ rồi <laughs> Anh anh Trịnh bà Nguyễn anh bảo chứ là bán hồ điệp chứ bán cát gì Thứ nhất là lá nó tròn Đúng không? ạ thứ nhất là lá nó tròn Hello anh Quyền Mạnh Lê nhá Lâu lâu này có hoa không gửi cho em phát Đấy Hoa này Hoa nó rất là tròn Anh chị nhìn thấy không? Nó tròn to như hoa hồ điệp vậy anh chị em mình ạ Cánh nó dày Giá 200 thôi em có một đơn Hàng này em phải tách đi anh chị em mình ạ Không bán cả chậu to Đấy, một đơn như thế này em bán với giá là 200 Bác nào mà lấy được cái đơn này thì anh chị em mình lấy nhá Có mầm con đang lên này à, có mầm con đang lên Anh chị nào ưng ý thì lấy Còn nếu không thì tí nữa cái đơn này em chưa ghê Chị uh, Bích Ngọc ơi Chị có xem có đổi cái chậu này nhá Chậu này nó to nhưng mà được cái nó đang có nụ 350 à, 400 cái chậu này Ở ừ, cái chậu này nó giá ấy mà Cái cái hàng này anh trả ra phẩm to mà. Đây, chậu, chậu to nhá, chậu to này Chậu này nếu ấy thì bù thêm này Cái này là 400 này trong này thì được cái là bây giờ bắt đầu nó đang nụ tiếp này. Nụ, nói chung là cái mầm lên tới đâu nó đang nụ tới đó nhá. Lá tròn xe hài lá tròn xoè này. Cái này nó ra giống chứ nó không giống như cái cái hàng kia đâu. Hàng kia mà kiếm được cái cây lá tròn nó khó lắm. Đấy. Hoa của cái này đây anh. Đây này, trong này 400 đưa đưa cái chậu um, hoa đây cho anh em xem này. À, huyết hạc sắp nở rồi, ok ok anh ai biết là tới mùa rồi nhờ tới mùa rồi. nhà em dạo dạo này không có bán hàng à, hàng, hàng thân thòng, ít bán. À, kiếp này là kiếp làm thơ, vốn riêng chỉ có bốn mùa lá rơi. tiền không là lá em ơi, tiền là giấy bạc à, người đời in ra, người ta tiền bạc đầy nhà, cho nên mới được gọi là đại gia. Còn anh là đại ca đúng không? Cụ đại ca. Đại ca thay có nghĩa là huyền thoại của của Sài Gòn xưa đấy còn gì nữa. Cụ còn đòi hỏi cái gì nữa? Đúng không? Anh em nào Sài Gòn thì chắc chắn là biết là đại ca thay đấy còn gì nữa. Nguyền à, huyền thoại của một thời. Đấy. Đây nhá, cái cụ này, cái giò um, này này, giò này anh em nào mà mà thích lấy cái giò này, giò này giò tác phẩm 400 này. Đấy, em để đây nhá. Để đây này. Rồi xem nào. Ồ, hàng đẹp quá. Ồ, anh anh gì kia bảo em à bảo em là à tách ra mà cụ lại không lấy nữa. Không phải, tại hôm qua hôm kia cụ đã hỏi rồi. À. Mày cứ hỏi qua hỏi lại. À, rồi rồi, bỏ đâu? bỏ này vào vào kia mai bán. Đấy, mai bán để em tìm cho anh em một cái chậu chậu này nhá. Anh quyền mình ở Đà Lạt anh. Ok ok anh. Đây. Đấy, hay quá cụ đại ca. Đây này, em à, có cô Hương này cũng không lên được số cho em này. À chị Hương ơi, chị Hương. Chị Hương có chốt tìm lên số giúp em cái nhá Nó có bị ẩn thì anh chị em mình gọi cho em cái số em ghi ở trên bài á Số ghi ở trên bài lá thì lá nhăn Lá lá nhăn Lá lá rụt rịt như thế này Bông này là bông Bông này là bông cổ mà em không biết tên là bông nào Với anh em nào biết tên thì nói em cái nhá Bông này nó màu như thế này này Đấy À chị ơi chị chia làm hai Chị chia cái số điện thoại á chị chưa làm hai là cái số điện thoại của chị là 939 cuối cùng có đúng không ạ có phải là số điện thoại của chị chị là 939 sau cùng không nếu là đúng thì chị ok cho em phát còn vua mèo chị ơi còn vua mèo vua mèo thì nếu mà chị lấy vua mèo hình như hôm trước chị, chị chưa lấy à chị lấy cái um, cái vua mèo mà sai to á đuôi bảy năm chị lên nó đơn giản thôi cứ năm số chị cho một dòng anh du ơi làm việc anh du um, lên mẫu giùm em cái Vậy thì em này không có số của chị ở đây rồi Vậy chị lên lại dùm em nhé Lên mẫu dùm em phát Đây này cụ nào cụ nào uh, Lấy cái hàng này em tách cho nha Không phải tôi để tối mai em tách ừ. Đấy, Lá yeah, nó đẹp, lắm đôi, Vừa nhăn còn mít mít như thế này, này Đấy Trong này cũng có ít um, ấy thôi Ít um, ít thân không có nhiều Cái này thì em chắc là tách được Còn cụ nào lấy cả cả cái giò này này Cả cái giò này anh em nào chơi hàng khủng luôn này Một uh, chiều rưỡi trong này Chiều rưỡi chậu này cả nhà ơi có Để em khỏi tách cả. Có hơn cái quả này. à, Mẫu đấy nhờ chị Hương Đấy Chị uh, lên năm số đầu tiên Ví dụ nhà em số là 0834 dòng thứ nhất uh, 608 Đấy, ví dụ như vậy Ok Vũ Quốc ừ. Đấy nha, cụ nào lấy cái giò này thì uh, Về chơi thân thủ và chơi hoa này Nó đang có nụ này đây này cái nụ của nó nụ tròn xe này Lá đẹp lắm Hàng này lá Đây này cả nhà nhìn này Đấy, Kiểu người đài người ta không có nhớ tên tên này tên kia đâu Nó chỉ có cái mã số của nó thôi đấy cả nhà Đấy hàng này kiểu Em thì cái mối mối quen của em rồi Hàng đó hàng sọc cái kiểu sọc kiểu này nó nhiều lắm Bây giờ mấy anh em bên Facebook Nó nó bán mấy cái sọc kiểu này để về bắt bông á Đây này chậu này nhá Chậu này một triệu rưỡi Cụ nào thích thì Đi chốt nhá, không thì mai em có thể em tách Ừm, em tách ra Cái này phải lấy cái, cái, cái kia uh, uốn này Để chắc Giữ lên, giữ lên Giữ lên ừ, ừm. Đúng rồi, Vũ Quốc đang lên mẫu đấy chị ơi Vũ Quốc đang lên mẫu nhá, rồi em lên tiếp này Có một số anh em Nay mới vào, em giới thiệu À vua mèo, đưa, đưa cái chậu vua mèo đẹp đây giới thiệu chị ấy à, Chậu này đẹp quá Chậu này đây, có các cụ ơi Chậu này các cụ, ở đây là Lục Đại Thượng nhá Lục Đại Thượng, xẹt xẹt nhá Lục đại thượng này Cũng hai trăm rưỡi một chậu này Cũng nào chốt chốt cho em cái này này à, sọc này Sọc kiểu này đây Đấy Bác nào mà thích nha Lục đại thượng nha Hàng hôm nay thì nó già hơn à, Cát đẹp anh Chậu này hai trăm rưỡi này Mầm lên rồi này Em em đưa một chậu vua mèo cho chị Mai Trang cái Chậu vua mèo to Đây nhá Đấy Thơ hay quá tẩy đại Cụ nào cụ nào thích làm cho em cái lục đại thượng này Lá rất đặc biệt nha Bắt đầu lên hai lá rồi đấy Hàng này thì nó phê rồi Là em nhập chủ yếu vườn hàng đài không mà Vườn hàng đài Anh Hiền chốt à Lục đại thượng lưới của Chơi được Hàng này anh về anh chồng phê lắm Hoa thơm to đẹp Hôm nay có mấy chậu xẹt nha anh chị em Có mấy chậu là nó tìm cả vườn Nó, nó tìm cho em ấy. Đấy À, Vua mèo hôm nay giá nó cao chị ơi Sai này sai bé Sai này sai bé nhưng mà chị đã lấy thì đã lấy sai to đi 400 400 Cái chậu nó sai to này này Cái này thực tế là hai cụm á Em có mấy chậu đây chả có nhiều đâu Chậu này nó đần dưới đây chậu này này Đấy chị Hương đủ số rồi chị ơi Chào anh Dân nhá chào anh Dân Đây ưu tiên chọn chị chậu to này Chậu to nhá Hôm nay con em nó Nó cũng biết ý mình bán hàng em cứ tìm cho mình cái chậu mà xẹt xẹt lá xẹt xẹt đấy cả nhà, đấy. có hai trăm rưỡi một chậu tới cái cuộn lục đại thượng. hôm nay lục đại thượng toàn lục là... đại thượng hôm nay là vườn khác chứ không phải vườn đó nha. Xẹt xẹt vườn trước là à, cái vườn này nó cũng trồng năm hai rồi đấy, bắt đầu này cả nhà nhìn bắt đầu là mèo nụ nhú này, không biết là có có động nụ không, đấy. đây này hai trăm rưỡi cho một chậu đẹp lục đại thượng thân bắt đầu nó to nha, Thân bắt đầu to. Chị mai trang nếu mà thích là lấy chậu này, chậu này 400 nhá. Đấy, 400. Đây. Rồi Tuyết ơi giới thiệu à uh, vua mèo, vua mèo có cái, à, cái gì? Đại tướng quân đây cả nhà. Đại tướng quân hôm nay nở ngày thứ hai anh em thấy cái màu sắc lên đã không? À, chị Hoàng minh Ngọc ơi, trưa nay có nhắn với em là lấy đại tướng quân ấy, tối nay cho em chọn luôn cho chị đi nhỉ? Chị Ngọc ơi, đại tướng quân hầm hố đẹp lắm nhá. Đây gì này. Bông nó như thế này này, em bán có 180 một chậu đang có nụ nhá. Đại tướng quân. <laughs> Xẹt xẹt đẹp quá Cụ có chơi xẹt xẹt không Để em tìm cho cậu Cụ chậu xẹt xẹt Qua, à. Một kia chị. à. Chậu nhỏ hơn thì nó chỉ có chậu này thôi chị ơi Nó chỉ có chậu này Mà thôi cái chậu nhỏ này chắc giờ em không bán Tại vì nó nhỏ quá Hôm trước em chọn những cái chậu to to bán hết rồi Bây giờ rồi mấy cái chậu này để em nuôi một thời gian để em bán ừ. Tại vì Đó bây giờ gửi cho anh em đổ nó đổ xấu lắm luôn, chứ, Rồi, trinh gặp hả? Đúng rồi, à, đây Bông đây chị ơi, đẹp lắm em lấy cái đây đây nụ đây chị thích nụ to hay nụ nhỏ chị sài gòn hả Thôi ừ. gòn thôi cứ lấy chị cái nụ to to chị về chị chơi bắt con xem nào đâu đây 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 nụ to lắm này. đẹp này. nụ to này đây, đây 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 ngắm hoa. về cái nó bung rồi đẹp lắm rồi các bạn đại tướng quân bông quân bông đẹp chứ nhờ trông nhỏ đã hai trăm chị ơi mà nhỏ quá hôm trước em bán hai nó còn to to ấy bây giờ gửi về cho anh em là À, anh em thất vọng đấy bởi vì để, thay, đẹp mà. để uh, nay mai nay mai nó to to thì chị lấy chứ nó to lên thì em cũng bán giá đó thôi Khuôn bông nó đẹp này ừ, mới được uh... <laughs> đại tá thôi ok đại, tướng đâu. <laughs> đại tá thôi đúng không năm tới thành đại tướng rồi, đúng không cù du nó to to đại tướng đấy đấy nhá à lựa cho lực đại thượng đẹp thầy Lục đại thượng anh vừa lấy cây xẹt xẹt rồi đấy anh Hiền. Đưa 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 cái chậu này Cũng vừa có chậu xẹt rồi đây. Em vừa lấy cho anh cái chậu đẹp mà. Anh Hiền ơi lấy cái chậu này bởi vì em thấy là cái lá nào nó cũng xẹt hết. Đây này, phía sau này. cho anh chậu đẹp rồi đấy. Gửi hàng cho anh anh Hào chưa? Có rồi anh ơi, em gửi rồi. Cây gửi đại rồi. Thương. Bỏ cây vua mèo ra bỏ cây đại tướng cho anh vào rồi À, bỏ, à? bỏ cây đại tướng. Có cây đẹp nhất đưa ra giới thiệu đây anh anh, anh Hiền. Ừ, ok nhá. <laughs> Yên tâm. Đấy, cái cục yên tâm Đây, mặt bông đại tướng quân Hôm nay là chuẩn này Thường thường vua mèo thì ngày thứ ba chuẩn Nhưng mà em thấy đại tướng quân ngày thứ hai là Đã ok lắm rồi đấy cả nhà Tương đối ok rồi đấy nha Đấy Không không chị ơi Ui giá giá này nhà em là à, Mấy hôm nay em bán 400 400 là em không có hàng luôn đấy Mỗi lần em đi lấy nó chỉ Bán cho em được 5 chậu á với điều kiện là lấy những cái cây khác nữa chứ không phải là, là 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 phải trả giá đâu. Hàng này em bán nó gọi là ấy thôi, hết rồi, nó không có hàng. Rồi, em lên tiếp một chậu đại tướng quân này. Đại tướng quân nụ ok này, thân nó ngon đây nụ này cả nhà nhìn này. Đấy. 180 nhá. Bác nào mà chưa có đại tướng quân làm chậu đại tướng quân về chơi ok. Em thấy nó đẹp mà. Thân này, thân nó đẹp lắm. Đây này. Khuôn bông nó ok, này. Chậu như thế này là ổn rồi 180 Cụ nào thích thì chốt cái chậu này về mà chơi Em thấy cái cái thân của nó nó to Nó cũng thuộc là thân to Lá nó cũng đẹp Hoa nó cũng ok Được Này mai bắt đầu lên đỏ Không không cần thay chậu đâu anh Hàng này không cần thay chậu đâu Hàng nó toàn hàng mới mà Toàn hàng mới Đừng đừng có thay chậu à rồng trung hoa em còn này rồng trung hoa em còn này à, khả năng có mối hàng em kêu bản là mai à mai em uh, mai em uh, lấy rồng trung hoa đang đụ nhưng mà không giá nó hơi cao đây này rồng trung hoa này bán hai trăm rưỡi một chậu nha các bác nhá hai trăm rưỡi một chậu hoa nó đẹp lắm hoa rồng trung hoa thì nó phê rồi Ô rồng Trung Hoa cũng có những cái bông nó sổ ra nó đẹp lắm nha cả nhà nhá. À, có có những cái mà nó cánh cánh nó cánh nó nó tím luôn, cánh nó tím luôn nhá. Đấy đây là rồng Trung Hoa 250. Rồi tuyết giới thiệu đại tướng quân cho các bác đi. Hàng đang đang đẹp quá. Hàng rất đẹp. Đây, quân bông này cả nhà chụp lại ngắm này. Đấy, quân bông đây nha. Đại tướng quân em còn nhiều hàng đấy để em em lên từng cái cái một cho anh em sưu tập <laughs> ừ. soi soi cái nụ cho các bác để quấn cái hoa kia của nó rũ rồi mai đây này có cái nụ này này nụ này nóng to rồi này em bán với giá là 180 trong một chậu đại tướng quân đẹp như thế này nhá đẹp như thế này Đó. các bác ơi chấm lên cho em xin một chấm nha chấm lên cho em xin chấm Ui. Hôm nay à, hàng này đẹp quá cả nhà ơi. Kiều kiều hôm nay đẹp quá. Đây. À, các à, bác nhìn kiều này. Hôm qua có bơ bom về một cái đơn đại tướng quân các cụ ạ. À lục đại thượng. Anh Thành à, anh Thành chưa có lục đại thượng à? Anh Thành có rồi chứ. Anh Thành ghi, ạ. À? Anh Thành ghi chưa? chưa? Chưa. À? Ừ. Uh, lục đại thượng đây anh ơi. Lục đại thượng đẹp lắm, để em tìm cho anh thì một cây đẹp đẹp, đẹp. trung hoa để đây là đến đầu tháng lấy đúng không? Đấy lúc nào lấy thì đúng không? Bây giờ chọn cho anh một con lục đại thượng. Bình thường anh ạ, đừng lấy xẻ. Lục. Lục Đại Thượng để em tìm Đây, này. Đây nó cho ok oh. Đây, chọn cho anh chậu này này Chậu này hình như mình nghi ngờ Cái này nó lên, không biết nó lên mèo không à, Có phải lên mèo không Đây này Đấy. Đây, em, em giới thiệu cái này đi Anh có lấy xẹt uh, xẹt không Đấy, dòng đây là dòng lục đại thượng nhá Nếu mà anh lấy thì anh ok cho em phát em ghi vào 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 chậu xong rồi em để lên trên kia Hai trăm rưỡi đúng không anh Hai trăm rưỡi một chậu nha anh nhá đấy, Chậu này thì em thấy là khá đẹp đấy Đây lá đây Hôm nay cái bạn chủ vườn này Bạn ấy cũng khá biết ý về mình bán Đối tượng khách của mình lại thích Xẹt xẹt như thế này về sổ anh chị em mình ạ à. à, Hầu như cái lá nào nó cũng vậy đấy, Cho nên là bác nào mà lấy được nhá Tối nay 250 cho anh chị em mình ạ. Chậu của anh Hiền cái, em thấy lá nào nó cũng xẹt xẹt đẹp quá. Cái phía mặt sau nó vẫn đẹp đấy. Đấy, 250. À, bác Hương, lục đại thượng này cánh có vẻ tím phải không em? Chị ơi đây. Em đúng đúng chính xác chị nhưng mà em sẽ mời chị ngắm mặt hoa nhé. Em mời nghỉ chị ngắm mặt hoa tại vì tối hôm qua em có mặt bông à, của anh Hùng còn còn ở đây. Nhưng mà hôm nay thì cây anh lấy đi rồi. <laughs> cây lấy đi rồi cho nên là lại không còn mặt hoa để giới thiệu nữa. Nó chính xác đấy chị ạ, chờ em tí em lấy mặt hoa nhé, à, đây đây đây, mặt hoa của lục đại thượng đây, chị ngắm nhìn dùm em với, cái bông này là cái bông mà về tay anh hùng ở trên đà lạt rồi, hôm nay chắc nó ngất ngây gà tây trên đà lạt rồi chị ạ, đấy đúng rồi nó đấy, à, 250 một chậu nhé, à, gửi cùng rồng trung hoa cho anh, ok anh, anh ơi khi nào gửi được báo em, à, ngày mai đã gửi được chưa ạ, à, hôm bữa trước anh bảo là để lại, à, vì chị có chậu cánh xanh lưỡi tím rồi, ok chị à, nếu như mà anh lấy được cái 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 này này à, chị à, thì a à, lúc nào gửi được thì báo em nhé chốt cho anh chậu này giá 250 trăm năm mươi anh chị hai rồi tiếp tục nha anh chị em mình nhé tiếp tục rồi chị mi ơi chấm lên cho em một chấm nào em nhìn thấy cây của chị rồi À, nó 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 có bị cái thân đang có nụ không chị nó có bị cái thân đang có nụ không nếu mà bị thân đang có nụ thì báo em nhé, rồi em lên tiếp một chậu lục đại thượng nữa này anh chị em mình này, chậu này thì thân tơ đang lên, chuẩn bị có hoa bói anh chị em mình ạ, đấy, chuẩn bị có hoa bói, Úi dồi rồi, hình như thầy tiện tâm thầy đã gửi rồi, về tím bắt sổ sẹt, cái hoa của anh, anh anh ngày kia em gửi cho anh ạ, nếu mà để khô gửi thì hàng tối nay đi thì hàng tối nay thì ngày kia em gửi nha anh nhá. Đấy, ngày kia em gửi cho, ok anh, à, nếu mà 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 Bắt sổ xẹt ấy thì cái bông lục đại thượng này Hôm vừa rồi ấy là cái bông mà 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 Nó là hàng Hàng chớp chớp ở cánh mà đấy, Nó là hàng chớp chớp ở cánh mà Chọn chị một chậu lục đại thượng xẹt với Ok chị Để em tìm ạ Về sổ chớp là chuẩn đấy anh chị em mình Đây 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 Chị Hương ơi đây nhá à, Em chọn cho chị chậu này nhá Đấy, cái lá của nó cũng là xẹt xẹt thôi Chứ sọc thì cũng không phải là sọc đâu anh chị em mình ạ à. Sọc cũng không phải là sọc đâu Đây, cái lá dưới này Lá non của nó này chị này À, lá già của nó này Đấy, ok, chốt rồi chị Hương chậu này nhá Em tự chọn cho chị chậu này Cái chậu này anh ghi cho anh Thành ghi Tháng cho này em Hàng vườn có, có còn duy nhất 10 chậu Anh em có còn sạch Hàng này nó hiếm đấy cả nhà Lực đại thượng nó hiếm lắm Đấy, ok này, chốt cho chị Hương đơn này Để em kiểm tra xem nào À không, hay là lấy đơn này đi không đây 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 chị Hương ơi lấy đơn này đi lấy đơn này đi chị Hương ạ à. em tự động đổi cho chị Đó, cái lá này nó lá già lá non gì đấy nó xẹt nhiều hơn Đó, và tất cả những cái lá kia nó đều xẹt hết nha rồi OK chị này đấy, đây đây anh ghi cho chị Hương nha em rồi em lên tiếp nha anh chị em mình nhá lục đại thượng hôm nay nó đơn của nó khá là đẹp anh chị em mình nhé. đây em có một cái đơn này anh chị em mình ngắm nghi nhá ai như cụ Du nói với em ấy Là sấm uh, bắt sấm chớp Là chuẩn đúng không anh nhỉ? Bắt sấm chớp xẹt xẹt như vậy là ok đấy Đây này có những cái thân lá Hôm nay toàn bộ nó được được như thế này nha anh chị em mình nhá à, Biết đâu được ấy mình lại vớ được những cái bông mà hoa nó châm chớp Giống như của anh Thành với lại anh Trình Báo Nguyễn thì lại ngon Đấy Rồi một chậu như thế này giá 250 thôi anh chị em mình ạ à, Vườn hôm nay nó cũng chọn cho những cái cây khá là đẹp Cây rắn chắc khỏe nha anh chị em mình nha Cây rất là rắn chắc, rất khỏe Bác nào mà lấy được thì mình lấy Em bán với giá là 250 cho một chậu thôi ạ 250 đấy, Anh chị nào mà ưng ý được thì mình lấy Dòng này nó cũng khá là ok Khá đẹp Còn cái thằng này này em nói là nó có thân tơ lên Thân tơ của nó lên khá là dài rồi nha anh chị em mình nha Khá là dài Nếu mà đủ độ của nó ấy Thì anh chị biết sao không Đủ độ của nó là nó sẽ Lên nụ lên hoa khá là nhanh đấy nha anh chị em mình ạ À, hoa hoa bói, hoa bói đầu tiên thôi Chứ nó không thể được giống như cái hoa cây trưởng thành của anh anh Hùng với lại anh anh Trình đâu À đây, cái chậu này cũng đẹp này anh chị em mình này Đấy À hôm nay cái chủ vườn này rất là hay Hello anh Thuần Việt nhá Anh ơi hôm nay có lục đại thượng xẹt xẹt anh ạ Anh Thuần Việt ơi, có làm một con xẹt xẹt không? Hôm qua đơn hàng của cụ thì đi rồi Đấy, hôm nay có lấy thì lại tiếp tục Đây, à đây, đây, đây Em có đơn này hay nữa hai thân tơ đang lên nha anh chị em mình nha hai thân tơ này giống như kiểu hai thân tơ sinh đôi ấy, anh chị em mình ạ giống kiểu sinh đôi bằng nhau à, về ra hoa có khi lại ra cùng độ với nhau đấy ra cùng độ với nhau anh chị em mình ạ <laughs> đây 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 lá đây à, cụ du đang đọc bí kíp bắt xẹt sẹt à, ok ok <laughs> anh anh du cũng có nhiều cái cái ý tưởng nhiều cái kinh nghiệm hay phết đấy anh chị em mình ạ về cái nếu mà nói về độ cát nha anh chị em mình nha nếu mà nói về độ cát Thầy thiện tâm ơi, cái đơn của thầy ngày hôm qua chốt ấy Ngày hôm nay gửi thì nó đang lắc lư ở trên xe Lên Đà Lạt rồi, chắc sáng mai thầy nhận đấy ạ Chắc sáng mai thầy nhận Đó, à, ok thầy nhé Con nhận được số tiền đã bắn tinh tinh rồi Đã vào tài khoản rồi Chậu này là chậu lục đại thượng này anh chị em mình này Lục đại thượng Em bán với giá là 250 nha anh chị em mình nhé 250 Anh chị nào ưng ý thì lấy cái chậu này À, chị My có ưng cái chậu này không? Chị Mi mà ưng cái chậu này thì lấy chậu này tại vì chậu lục đại thượng này được hai mầm tơ đang lên. À, khá đều nhau, khá là đẹp. Đấy chị Mi cứ lấy đi rồi chị em mình sẽ trò chuyện. Em không biết. Ok ok anh Thuần Việt. À, cụ Thuần mới cao tay à anh? Đây đây đây. Cụ Thuần có bắt cái món này không? À, hôm nay toàn lục đại thượng sọc xẹt hết đây anh ạ. À. Nếu mà ưng ý được thì lấy nhá. Rồi, đây 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 đây. À anh Hùng giờ này là mới lại vào lại đúng không? Em có chậu này các anh chị em mình ơi, lục đại thượng nhá. Lục đại thượng em có chậu này. Đây các bác nhìn cho em cái thân cái lá nhỏ nhá. Không biết là nhìn có rõ hay không anh chị em mình? Em nghĩ là rõ. Những cái lá già này đều toàn bộ đều sọc xẹt hết. Đó, à, sang đây cũng vậy này anh chị em mình này. Đó, à, bác nào mà ok được cái chậu này cũng 250 tiền. Ô oh, mấy cái lá này đều vậy hết nha anh chị em mình nha nhìn kỹ giùm em ạ lá nào nó cũng vậy luôn À 250 đây là lục đại thượng nha anh chị em mình nhé lục đại thượng lục đại thượng tối nay là có mấy chậu toàn bộ đều như thế này rất là ok đấy chị mai trang ơi chị mai trang lấy cái thằng uh, uh, lấy cái thằng uh, vua mèo to hay nhỏ ạ? chắc lấy vua mèo to đi đấy cụ hùng chốt um, cát lùm lùm đâu em có thấy đâu Đấy cai nghiện mà chịu không nổi đúng không anh hiền nhỉ anh Kiên anh bảo là cụ hùng chốt cát lùm lùm lúc nãy cụ ấy chốt chậu uh, gì rồi chậu nam mỹ rồi cánh 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 xanh lưới trắng rồi bông đấy bông thơm anh 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 anh, anh trung kia ạ à. cụ hùng nãy lúc nãy cụ chốt cái đấy rồi còn đâu à, rồi Cây lục đài thượng này nhá, đẹp 250 anh chị em mình ạ, à, 250. À anh chị nào mà chốt được thì mình lấy nhá. Rồi tiếp tục em lên một cái chậu quay trở lại cái thằng đại tướng quân đi. À chốt một cái rồi núp lùm. À rồi rồi rồi, em hiểu ý anh rồi, em hiểu ý anh rồi. À, lên vua mèo to xem tí. Dạ, ok ạ. À, có vua mèo to. Vua mèo to hôm nay với giá là 400 000 nha anh chị em mình nhá. 400 000 Rồi em lên luôn. Đây ạ, có ngay vua mèo to Theo thư yêu cầu của anh chị em mình à, Em lên một chậu vua mèo Thân khá là to, khá là đẹp Đây, hai thân to rồi nha anh chị em mình nhá à, Lấy to được không em Chị nhắn trong tin nhắn Dạ được chị ạ, à, em chốt chậu to đấy cho chị nhá Ok chị, đấy như vậy là chị em mình cho thoải mái đi Rồi tiếp tục này Có một chậu vua mèo to này em bán với giá là 400 Nha anh chị em mình nhá, 400 Thân to, thân trưởng thành rồi Đấy, bác nào mà lấy được cái chậu này Thì mình lấy anh Hoàng Công Cường Đấy À, đây là một chậu này, chậu thứ nhất nha anh nhá, chậu thứ nhất. À, thân khá là to này. Em chào anh uh, Phi Long Trần nhá. Hello anh. À, đây là một chậu này, chậu thứ nhất. Để em lên chậu thứ hai để anh chị em mình cùng uh, theo dõi này. Lên chậu thứ hai. Thân tím lịm đang lên. Đấy, thân tơ lên như thế này nha anh chị em mình nhá, thân tơ lên như thế này. Nó đủ độ là nó sẽ cho ra hoa. Mà tốt nhất những cái thằng vua mèo như thế này anh chị em mình lấy để về vườn mình cho ra hoa thì nó sẽ đạt hoa nhá. Chứ còn mà cứ mua vua mèo mà người ta bảo là đang nụ Em nói là em bán không biết bao nhiêu cây của năm ngoái mà bảo là có nụ. Mà nó đang có nụ thật anh chị em mình ạ. À. Nhưng mà riêng những cây nụ đấy mà gửi về cho anh chị em là tèo hết. Đấy cho nên là theo kinh nghiệm của em là anh chị em mình đừng mua mà cây đang nụ. Đấy, ừ, đừng ơi. mua cái cây đang nụ có mà mua những cái cây mà như thế này. Quá. Em bán đơn này với giá là 400. Đấy anh Hoàng Công Cường nếu mà có lấy được thì ok nhá. Đấy, đây là vua mèo, hàng Đài cát hai lá này, các cụ nhìn dùm em. Cát hai lá Thân nó lên tím lịm như thế này Bác nào mà vừa hỏi em vua mèo Thì hãy lấy những cái chậu như thế này Đấy, Chậu của chị em để ngoài kia rồi à, Đại ca thay nay bắt đầu mấy à, Cho anh em theo với Chứ hôm nay chưa bắn game Ôi chết rồi quên rồi Thôi để mai anh ơi Mai 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 Bây giờ bắn game là em bị quên mất rồi à, Đây 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 Bông này rất thơm nha anh chị em mình nhá Đây vừa mới để vào đây thôi mà em đã ngửi thấy mùi rất là thơm rồi Vừa uốn lại này Ừ, bông này mai nở căng. Cái này lá đẹp lắm đây các bác này. Bác mai nào à, bác nào thích cái giò này thôi em khỏi tách đi. Giò này các bác chơi độc quyền luôn đi. Bán đấy, bán, bán luôn cả chậu cái nụ của nó là như thế này này. <laughs> cái lá nó nhiều lá mít anh thuần ạ. À. Lá mít mà cái cái nụ của nó là rụt rịt kiểu này bác này. Đấy, đây nhá, vừa mới bung nhá. Vừa mới bung như thế này này. Đó. Màu sắc khá đẹp. Chậu này một triệu rưỡi này. Để em khỏi thay. Chậu này thì cái số lượng thân nó nhiều lắm số lượng thân nó nhiều lắm đây này lá nó còn sóng tôn nữa các anh ạ lá sóng tôn đẹp một triệu rưỡi cho chậu này về chơi cứ thế treo lên chơi thôi ngắm hoa này mai mầm lên tới đâu nó ra hoa tới đó mà cái này nó cũng dễ hoa lắm hàng mà hàng, hàng xưa mà trồng thành những cái giò như thế này rồi á thì nó 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 phê lắm đấy đấy nha đấy, anh phi long ok anh nỗi buồn của đất hôm nay không thấy an à cái nay có anh 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 vô thường vào chứ nhỉ? chắc cô đi ra ngoài rồi đây này nụ này cả nhà chậu này đẹp nhá chậu này bán với giá là một triệu rưỡi anh em nào thích thì lấy luôn chậu này còn không mai em tách ra đây chị mai trang nãy giới thiệu chị chậu này mà chậu hai thân tư này về anh em cũng không có nóng vội uh, hoa hết gì đâu cứ để cho nó ngon lành đã Đấy, nó ngon lành ngày mai nó ra hoa một cái chậu to như này nó nhiều thân Dạo này lấy hàng mấy thằng vua mèo nó khó lắm các bác ạ Nó khó lắm Đây này Chị xem kỹ nhá Tình hình sắp có sọc bán rồi cả nhà ơi Có một cái giò sọc của ông Anh Ông mua cách đây uh, 2 năm hay sao á à, Cách đây 2 năm hay sao á Mà nó kiểu là uh, Bây giờ nó được nhiều thân cái này là cái màng diện thôi này màng nhẹn nha. em chưa tầm được của cái ông người chơi này mà. đấy. cho nên là đợt này có thể em tách ra em bán cho anh em. À, sọc nó đang hot quá mà giá nó ra cao cao kinh khủng luôn. <laughs> này bị màng nhẹn nhá màng nhẹn chứ nó không phải là bị cái gì đâu nhá. đấy. rồi để em giới thiệu tiếp cái chỗ đẹp quá lá này anh em nhìn này. <laughs> Các anh có nhìn thấy lá nó sao không? Lá nó như thế này này Đó, à, đây Rất đẹp Xem nào, cái gì? Lục đại thượng Đại thượng nãy Nó quanh quanh đây thôi Đô lô ha Đô lô sa Mời cả nhà ngắm bông này Cái bông này cũng đẹp chứ, em thấy khuôn bông này đẹp này Khuôn bông tương đối đẹp nhé à, sọc bảo nghi um, uh, không không phải sọc bảo nghi anh ạ không không nó là sọc của đài trước anh sọc của đài chứ sọc bảo nghi đắt đặt lắm anh anh kia này sọc bảo nghi đắt lắm mấy cái sọc mà hôm nay anh kiên thấy em em đăng cái um, cái cái cái, chậu ấy đấy đó em hơi chậm chậu đó là 25 triệu đi anh 25 triệu và 4 thân À, nó tính là tính bốn thân mà cây cây cực đẹp luôn anh cường ơi, vua mèo đấy về không cần thay nhưng chậu này nay phải thay không không cần thay đâu anh ơi tại vì hôm trước em nói rồi nó kiểu là đang môi trường lâm đồng bây giờ về chỗ các bác là ít nhiều nó sẽ bị sốc thời tiết khí hậu anh cứ để cho nó ngon lành nó khỏe cây đi không mà đến cuối năm thì anh ấy thay thay cây thay, thay, thay nhá còn bây giờ ví dụ cái chậu đợt rồi chắc anh cường lấy mấy cái loại như thế này gì đúng rồi anh cái sọc đó cũng đẹp mà, sọc đó bây giờ chúng em à, giá nó 800 một thân đấy anh Em bán cho bác khách hàng kia là à, nếu mà ấy thì cũng khoảng tầm 800 một thân nó đó... Nhưng mà thân là ở Lâm Đồng tụi em trồng nó to chứ nó không có nhỏ đâu Nó không có nhỏ, thân thân to Thân như thân ông Đạm bán có 300 thì thân nhỏ xíu mà thân bé. thân bé, thân hàng nó mới nhập ở bên đài về á nếu còn đây thì tụi em là những cái hàng mà trồng thuần rồi, đẹp lắm. <laughs> đang mùa hoa đấy chứ. Đang mùa hoa. Mầm đang lên đẹp lắm. Đang lên bây giờ mà mua mấy cái đó, nó có kèm theo cái mầm ấy thì chỉ tháng sau thôi thành hai mầm, hai thân đẹp. Đấy, tháng sau thôi. Cái là hàng đó hôm ấy. nay em thấy nhiều anh chị hỏi em lắm. Dolosa này cả nhà ơi, Dolosa nhá. Em có cái chậu này này. Chậu này là 350 đúng không? Chậu 350 em có một cái chậu nó đang có nụ là 400 nhá. 400 là cái 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 tổ to như thế này này, Chỗ to như này mà đang có nụ đây này, anh em nhìn này, đấy, cái hàng này nó không có mèo biết gì đâu, nó thì cứ ra tới đâu là uh, nụ nó vòi ra đấy, trong đấy. nay mai mấy cái 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 thân này, những cái mầm này nó lên, nói chung là mầm lên tới đâu thì nó uh, nó ra hoa tới đấy nha các bác nha, nó cây cây nó già rồi, cây nó già nó dễ hoa lắm, chơi mấy cái hàng này dễ hoa em thấy năm rồi em đi em quay ấy trong mấy cái hội thi ở Đà Lạt là được giải nhất đấy của anh 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 chúc mà ở trong um, uh, trong gì nhỉ trong vườn hoa đấy anh anh có cái giò đó rất đẹp ok anh du đẹp không cái cụ à, ấy quá đẹp luôn nha cái này um, <laughs> đại tướng quân đây <laughs> rồi chắc tối nay um... Em lên như thế thôi nhỉ Tối nay cái cảm giác cái tương tác nó không mạnh giống như mọi hôm đúng không cả nhà Không mạnh như mọi hôm Mọi người nói có vẻ nó đuối đuối các bác ạ Nó đuôi đuối Thì mặt hàng nhà em nó còn nhiều Mai nếu các bác mà xem lại có nhu cầu cái loại nào thì anh em cứ gọi điện cho em nhé chắc là em xin phép xuống like sớm tí đi Thế bà Tuyết đi về Vừa về xong á Cũng mệt, mệt. cả ngày, Đấy, cả ngày em cũng cũng hơi vải à hẹn gặp anh em mình tối mai nhá rồi em chào tất cả anh em